Vâng, em Ngọc Hoàng Bắc Giang xin được bóc những kiện hàng của mic. Và bác biết là đây là dòng mic gì không? Dòng mic cũng được anh em ủng hộ và mua rất là nhiều. Mã sản phẩm hàng mic mới cho bác nhá. Mic của Moti. Đây. Đây một dòng mic của Moti VT. Đấy, đây. Mã số nó là KG680. Đấy, em khui hộp các bác nha. Vâng, bên em thì rất nhiều các mẫu sản phẩm. Đây. Đây mẫu này là mẫu của mic Moti các bác nhá. Moti. Đây, kiểu dáng rất đẹp. Hai đèn hai bên này. Đấy. Tinh chỉnh của từng mic kìa các bác nhá. To nhỏ thì từng mic mà. Đấy, nguồn ở giữa này. Kiểu dáng khá là đẹp và rất ổn định. Sản phẩm này đây ạ, tay mic cầm rất là nặng và chắc chắn. Đấy, đã đời luôn, nặng cực kỳ luôn, cầm đã tay luôn. Đấy, nguồn này các bác nhá, chống lăn này đầy đủ các bác nhá, đầy đủ 6 ly, rất 6 ly này, anten này các bác này. Đấy, hàng xịn của công ty Moti, Moti VT nhá. Đấy, dòng mic các bác có nhu cầu hãy alo cho em. Hộp biết làm rất là chắc chắn. Và Moti thì em đủ hết các mã từ đẩy này, vang này, rồi thì mic này, rồi loa súp này. Đấy, súp hơi, súp điện em có hết, loa full của Moti VT em rất là nhiều. Đấy, Moti thì rất là nhiều các mã các bạn nhá. Và rất nhiều cũng đẩy từ 2 kênh 4 kênh. Em sẽ giới thiệu với các bác sau. Các bác có nhu cầu về sản phẩm mic Moti này hãy alo cho Ngọc Quang nhá. Và giá đang rất là yêu thương, 3.500.000 thôi. Giá yêu thương các bác nhá. 3.500.000 thôi. Đó, rất là bình dân mà lại được sử dụng cái mic chất lượng cao này. Hàng hãng nha các bác nhá, hàng xịn của hãng Moti VT. Đấy, KG680. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.